rồi xin chào anh chị các bạn à, anh chị các bạn mà đang ở bắc giang bắc ninh có nhu cầu các tỉnh lân cận có nhu cầu tìm mua xe Mitsubishi thì hiện nay bọn em đang phân phối và bán chính tại bắc ninh bắc giang lạng sơn những các tỉnh lân cận như hải dương thì mình đang có nhu cầu tìm hiểu mua một chiếc bán tải à, trong cái điều kiện tình trạng là Ford Ranger hay hay lắc khá là khan xe và đặc biệt là mức giá khuyến mại không được nhiều cho xe khá nhiều Thì hoàn toàn chúng ta có thể tham khảo qua những cái mẫu xe của Mitsubishi. Ở hiện nay thì bán chính trên Mitsubishi chúng ta có 3 phiên bản nhé, à, một cầu số tự động bản thường, một cầu số tự động bản uh, gọi là bản đầy đủ đi và hai cầu số tự động. thì uh, hiện nay cái phiên bản một cầu số tự động bản thấp nhất đang có mức giá niêm yết là 630 triệu đồng. À, chương trình khuyến mại thì chúng ta có thể lựa chọn uh, với uh, tặng kèm nắp thùng cao hoặc thấp à, Theo xe hoặc chúng ta mua bảo hiểm à, chúng ta lấy bảo hiểm thân vỏ tặng kèm theo một năm một trong hai à, điều kiện trên thì à, nó tương đương vào khoảng từ 15 đến à, 17 triệu đồng tùy vào từng khuyến mại à, mức giá lăn bánh đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng bảy à, hơn bảy một chút với các bác ở à, tỉnh có mức thuế trước bạn vào khoảng 6 phần à, trăm phiên bản cao cấp một cầu số động thì đang có mức giá niêm yết là 760 triệu đồng phiên bản đầy đủ hai cầu thì sẽ là 885 triệu đồng hiện nay thì cả hai phiên bản đều có chương trình hỗ trợ giá vào khoảng 15 đến 20 triệu tiền phụ kiện cho xe ngoài ra thì anh chị mà đang có nhu cầu thì mua hay là tìm hiểu về xe có nhu cầu lái thử nhận thêm khuyến mại thì mình vui lòng liên hệ trực tiếp của em để chúng ta nhận được cái báo giá nhé nhận kèm thêm khuyến mại cũng như là sắp xếp xe lái thử tận nhà trong cái điều kiện dịch bệnh như này thì các bác ở Bắc Ninh Bắc Giang thì cũng rất là lợi thế khi mà sắp tới thì showroom Bắc Giang của em sẽ xây xong trong khoảng đầu năm sau. Thì mình hoàn toàn có thể mua xe và yên tâm về cái quá trình sử dụng bảo dưỡng sau này. ở Hiện nay thì bán tải vay trả góp cũng khá là khó khi mà cái mức vay tối đa dao động khoảng từ 70 đến 75%. Lãi suất thì sẽ tùy theo từng ngân hàng và thời điểm của thị trường, nhất là những cái thời điểm mà cuối năm như này thì cái dung cho vay nó không nhiều nên là anh chị có nhu cầu mua trả góp thì cũng liên hệ giúp em để bên em báo lại cái lãi suất cũng như là số tiền mà phải trả hàng tháng nhé thủ tục cũng rất đơn giản thôi mất từ khoảng 3 đến 4 ngày kể từ lúc ký hợp đồng không tính ngày nghỉ nhé à, cụ thể thì giá bán những cái đầu xe chai tông thì hiện nay cũng khá là tốt mà trên thị trường Ford Ranger thì không khuyến mại cạn xe rất là nhiều tìm màu tìm xe rất khó luôn thì anh chị uh, có thể cân nhắc qua Mitsubishi Tông để chúng ta uh, sẵn về cái lựa chọn về xe và hợp lý về giá cả em cập nhật nhanh qua giá bán của dòng chai tông ở Ninh Quảng Giang nhé anh chị có nhu cầu thì alo giúp em rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo